Hôm nay là ngày rằm tháng 8, Tết Trung Thu, một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở nhiều nước châu Á. Mỗi nước lại có phong tục đón Tết Trung Thu riêng và có nhiều điều thú vị. Tại Trung Quốc, không khí lễ hội Trung Thu đã tràn ngập khắp nhiều địa điểm vui chơi. Người dân được hòa mình với lễ hội và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Tại công viên Victoria ở Hồng Kông, Trung Quốc, những chiếc đèn lồng đa dạng và đầy màu sắc được trang trí khắp nơi, tạo nên một không gian rực rỡ. Tại các khu chợ truyền thống cũng rất nhộn nhịp, những người bà, người mẹ đang chọn lựa những thực phẩm tươi ngon nhất để nấu những bữa cơm đoàn tụ gia đình. Không khí sum vầy lan tỏa khắp con đường, ngõ phố. Năm nay, Trung Quốc đón Trung Thu trùng dịp lễ Quốc khánh với kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày. Ngành đường sắt Trung Quốc dự kiến sẽ vận chuyển 190 triệu hành khách trong kỳ nghỉ này.